Như VTC14 đã đưa tin, từ tối ngày 12 tháng 5 đến sáng ngày 13 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 130 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc thực phẩm. Các nạn nhân này đều tham gia bữa tiệc cưới của một gia đình ở trên địa bàn huyện. Sáng ngày hôm nay, thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm cho thấy thức ăn có vi khuẩn gây hại gây ngộ độc. Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Di Linh đã tiến hành lấy 5 mẫu thức ăn còn dư tại nơi tổ chức tiệc cưới, bao gồm đùi gà chiên, xôi ba màu, thịt heo xào lăn, lẩu, tôm cá viên, tôm hấp, hai mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và một mẫu phẩm màu. Tiến hành xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh và định danh phẩm màu cho thấy 5 trên 5 mẫu thực phẩm có sự hiện diện của hai vi khuẩn là E. coli và tụ cầu vàng. 2 trên 2 mẫu bệnh phẩm có sự hiện diện của vi khuẩn E. coli. Trước đó, ngày 17 tháng 5, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với cơ sở tiệc cưới đã cung cấp các suất ăn cho tiệc cưới trên, đồng thời yêu cầu cơ sở này tạm ngừng hoạt động với các hành vi vi phạm là sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp ứng được kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định và thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn